Đồ gỗ cũ Bùi Tuấn xin kính chào anh chị cùng toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ đang là 8:30 buổi sáng Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 3 năm 2020. Thì hiện tại thì trên màn ảnh nhỏ của quý vị đang xem đây thì chúng tôi đang bốc và xếp xe một bộ ghế móc cũ tái chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình và là bộ bản siêu VIP 6 món. Thì cái bộ ghế này thì chúng tôi đang bốc và xếp xe để đi bàn giao cho bác Dũng Thảo, bác đến từ xóm Đại Khang, xã Hữu Hòa, thôn Hữu Từ, thành phố Hà Nội. Thì cách đây chừng vài hôm trước thì bác Dũng Thảo cùng bạn bác là đi về trực tiếp tại cơ sở của chúng tôi để xem cái bộ ghế này. Thì khi mà xem xong thì bác đã về nhà và bác đã quyết định là mua ủng hộ cửa hàng của chúng tôi cái bộ móc xóa món này. Thì khi bác đã suy nghĩ rất là kỹ và bác đã điện thoại lại cho cửa hàng của chúng tôi. Thì hôm nay thì đúng như yêu cầu, ngày lành tháng tốt thì chúng tôi xếp xe để đi bàn giao cho bác, cho đúng như cái yêu cầu và mong muốn của bác. Thì quý vị nào mà quan tâm đến một trong những bộ móc như thế này thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại 0985 230 858, hoặc có thể về trực tiếp tại cơ sở của chúng tôi qua địa chỉ ở số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội, để có thể chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn những cái món đồ gỗ nội thất theo lối cổ truyền mà cửa hàng của chúng tôi trưng bày. Thì cửa hàng của chúng tôi bán rất đa dạng những cái mẫu mã đồ gỗ nội thất theo lối cổ truyền. Quý vị vui lòng về xem thực tế và chi tiết nhất. Và đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi bốc lên xe và chẳng rất là kỹ cái bộ ghế này để đi bàn giao cho bác khách hàng bác Dũng Thảo đến từ xóm Đại Khang, xã Hữu Hòa, thôn Hữu Từ, thành phố Hà Nội. Và hiện tại thì bây giờ đã là 10:30, 11:00 kém, thì chúng tôi đã có mặt tại nhà bác Dũng Thảo, bác đến từ xóm Đại Khang, xã Hữu Hòa, thôn Hữu Từ, thành phố Hà Nội. Và đây là cái hình ảnh căn nhà của bác vừa mới hoàn thiện xong. Đó, căn nhà 45 tầng, đấy, chừng 45 tầng, nhà mặt đường luôn, rất là hoành tráng luôn và nhà cực đẹp. Đó, quý vị có thể xem. Đó, đây là cả căn tòa nhà của bác. Đây là căn nhà này chắc là bác vừa mới hoàn thiện xong thôi. Đó, thì bộ ghế của chúng bác đã mua của cửa hàng chúng tôi thì chúng tôi đã kê xong cho bác. Và chúng tôi review luôn cái không gian nội thất này của nhà bác Dũng Thảo để cho quý vị có thể là tham khảo thêm những cái không gian nội thất mà cửa hàng của chúng tôi bán những cái món đồ gỗ theo lối cổ truyền mà khi mà kê vào nhà khách hàng thì nó như thế nào. Đó, đây là bức tranh bác vẽ ở căn nhà đây ra rất đẹp và thoáng luôn. Đó, thì nhân dịp đây thì cửa hàng của chúng tôi cũng rất là chân thành cảm ơn bác Dũng Thảo, bác đến từ xóm Đại Khang, xã Hữu Hòa, thôn Hữu Từ, thành phố Hà Nội đã tin tưởng cửa hàng đồ gỗ Bùi Tuấn để ủng hộ cửa hàng của chúng tôi cái món sản phẩm là bộ móc cũ tái chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình, hàng bản siêu VIP như thế này. Thì nhân dịp đây thì cửa hàng của chúng tôi cũng xin được kính chúc bác và đại toàn thể gia đình mình là luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn thì gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công và bước sang năm 2020 vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Thì quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đăng lên hàng ngày, và hơn nữa là để cho cửa hàng chúng tôi ngày càng phát triển hơn để lấy thêm động lực để đi sưu tầm và sản xuất làm ra những cái món đồ siêu VIP và đỉnh cao, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường để phục vụ được tất cả các quý vị và quý khách hàng ở trên mọi miền tổ quốc. Và cuối cái phần video clip này thì cửa hàng chúng tôi có up lên những cái hình ảnh chi tiết nhất về cái bộ ghế mà bác Dũng Thảo đến từ xóm Đại Khang, xã Hữu Hòa, thôn Hữu Từ, thành phố Hà Nội đã mua của cửa hàng của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể tham khảo thêm. Và đây là chính là hình ảnh bộ ghế đó. Thì sau đây thì tôi cũng xin phép được dừng cái video clip tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.